Bạn đã quay trở lại với Minecraft, nhưng thế giới bị giới hạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một luật chơi mới, đó là trong tập này mình sẽ bắt đầu mở rộng thế giới ra khá là nhiều. Thành ra là trong 5 tập tiếp theo là mình sẽ không tăng bất kỳ một cái khối nào nhé. Trong video lần này thì cái nơi đầu tiên mà mình đặt chân tới để mà khám phá đó là địa ngục. Việc đầu tiên là mình cần phải có một cái nguồn thức ăn dự trữ sẵn trong cái quá trình mình đi khám phá. Nơi mà mình quyết định đi qua đó là một cái máy farm vàng. Việc đầu tiên của mình là sẽ lấy cái số vàng từ trước để mà tạo ra những quả cà rốt vàng. Sau khi đã có cà rốt vàng thì bây giờ mình quyết định đi xuống dưới và chúng ta sẽ khám phá khu vực địa ngục. Như các bạn đã biết thì địa ngục là một trong những nơi vô cùng lạnh lẽo và khá là bí ẩn. Thành ra là trong tập này mình hy vọng chúng ta có thể bắt gặp một cái pháo đài địa ngục. Những thứ mình thực sự quan tâm nhất bây giờ có vẻ như là que quỷ lửa và những chiếc đầu của Wither. Đối với những chiếc que của quỷ lửa thì chúng ta có thể tạo ra những con mắt của Ender. Kể từ đó thì chúng ta mới có thể mở ra một cánh cổng để mà đi qua thế giới đánh rồng. Còn đối với những chiếc đầu của Wither thì chúng ta có thể tạo ra Soundator, và kể từ đó là chúng ta tạo ra được một cái beacon. Việc này có thể giúp cho chúng ta khai thác những cái vật phẩm trở nên nhanh hơn. Tuy nhiên là để cho cuộc hành trình của chúng ta diễn ra một cách suôn sẻ nhất thì việc đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái mũ được làm bằng vàng. Nhưng mà bằng một lý do nào đó thì những cái con dân làng của mình đã bị rơi xuống dưới này. Lúc này thì mình đã bắt đầu di chuyển xung quanh để mà tìm kiếm những thứ mới bằng việc sử dụng những khối đá để mà chúng ta di chuyển qua khu vực các linh hồn này. Nó sẽ giúp cho chúng ta di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn. Tại khu vực này thì mình tìm thấy có một chút nguy hiểm, bởi vì là ở đây chúng ta có những con skeleton và những cái con ghast có thể bắn chúng ta. Tuy nhiên là điều này không khiến cho mình lùi bước và mình bắt đầu tấn công lại những cái sinh vật này. Di chuyển được một đoạn thì mình bắt đầu phát hiện ra một cái bastion. Ở đây chúng ta tìm thấy có một cái bastion này. Mình không chắc là ở trong đó có gì đáng sợ hay không, nhưng mà mình chỉ sợ nhất là cái con người lợn cầm cây rìu ấy. Con đó chém thực sự rất là đau. Tuy nhiên là bây giờ mình nghĩ là chúng ta còn phải đi vào đây để mà khám phá. Từ từ. Đừng. Nope. Hồi nãy mình di chuyển mình quên mang theo một cái tô tầm, thành ra là bây giờ chúng ta đã hết tô tầm rồi. Come here. Tới đây nào anh bạn. Trong cái khoảng thời gian này thì ở đây mình phát hiện ra có một cái hố và mình sẽ lắp lại nó. Mình tìm thấy có một cái hoa văn cờ hiệu và một ít vật phẩm dư thừa. Lúc này mình đang đào hầm để mà tìm kiếm những cái cấu trúc khác để mà chúng ta di chuyển. Mình tìm thấy có hai con đường mới. Tuy nhiên là lúc này mình tìm thấy có một cái con người lợn cầm rìu. Việc ưu tiên bây giờ là mình sẽ tiêu diệt nó và chúng ta sẽ khám phá những khu vực xung quanh. Nice. Mình chặn một block tại con đường bởi vì mình sợ rằng sẽ có một sinh vật nào đó tấn công chúng ta từ phía sau. Thay vì tiêu diệt những cái sinh vật này thì mình sẽ sử dụng những cái phôi vàng để mà trao đổi với chúng. Trong quá trình chờ đợi nó trao đổi thì mình sẽ đi tìm những cái rương xung quanh. Và ở trong cái rương đầu tiên mà mình loot được, chúng ta có một mảnh vụn của Netherite. Mình bắt đầu tiến sâu vào cái bastion này để tìm kiếm những chiếc rương mới. Và sinh vật đầu tiên đón tiếp mình tại đây đó là một con lợn địa ngục. Bởi vì ngăn cách bởi địa hình nên việc mình tiêu diệt con lợn này không mất quá nhiều thời gian. Mình lại chạm trán với một con lợn địa ngục khác trong quá trình tìm kiếm. Lần này khá là khó khăn cho mình bởi vì mình chạm trán phải hai con lợn địa ngục và mình đã tiêu diệt được 1/2 số lượng thù địch. Đối với con lợn này thật sự khá là trâu và sức mạnh của nó khá là cao. Mình đã rất sợ hãi và tìm cách bỏ chạy bởi vì mình không còn một cái tô tầm nào khác. Bằng cách vừa di chuyển và đặt khối lên cao, và cuối cùng thì mình đã có thể vượt qua được khó khăn lần này. Mình lại chạm trán với một đối thủ khác, đó là một con người lợn cầm rìu, và mình đã có thể chiến thắng được sinh vật đó bởi vì thanh kiếm của mình có dòng bật lùi. Sau khi mở rương và tìm thấy một cuốn tốc độ linh hồn 3, mình đã đặt bàn rèn và enchant ngay cuốn sách vào đôi giày của mình. Sau khi được 3 viên ngọc Ender đầu tiên, mình lại sử dụng vàng và lại tiếp tục trao đổi, đi đến khu vực đối diện của cái bastion và mở rương ra. Tại đây mình tìm thấy có một mảnh vỡ cổ đại và một trái táo vàng. Sau khi enchant được phù phép cho đôi giày của mình, lúc này thì việc di chuyển của chúng ta trở nên nhanh hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy một ít đá để mà chúng ta đặt một cái cây cầu để mà di chuyển qua cái khu vực đối diện nhé. Bằng việc di chuyển qua cây cầu trước đây mà chúng ta đã xây dựng, việc này giảm cho chúng ta một ít thời gian để mà khám phá hơn. Ui, nhìn cái bastion này trông nó đồ sộ chưa kìa. Tại đây mình tìm thấy có một khu vực chứa 4 cái rương và không có bất kỳ sinh vật thù địch nào xung quanh đây. Chiếc rương đầu tiên cho mình khá là nhiều cà rốt vàng và chúng ta lại có thêm một cái hoa văn cờ hiệu. Không có quá là nhiều thứ đặc biệt ở phía trên. Mình lại tiếp tục đào một cái tầng hầm đi thẳng xuống phía dưới để mà khám phá. Ngay lúc này thì mình đã tìm thấy được vàng và mình chắc rằng xung quanh đây cũng sẽ có những khối vàng tương tự. Nice. Mình lại tiếp tục trao đổi vàng với những cái sinh vật này, chỉ mong rằng chúng ta có thể tìm thấy được những viên ngọc Ender. Ở đây thì mình tìm thấy có một cái búa địa ngục đang nằm lẻ loi nè các bạn. Và sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng mình đã có được 13 viên ngọc Ender. Tuy nhiên là bây giờ mình lại cần nhiều hơn cả thế. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng mình đã có được 22 viên ngọc Ender. Trong quá trình mình đi về, mình đã chạm trán phải hai con ghast địa ngục. Tuy nhiên là trong quá trình mình đi về, mình đã tìm thấy một cái pháo đài địa ngục. Ui,
mình tìm thấy một cái pháo đài địa ngục ở đây. Sau khi tìm thấy một cái pháo đài và mình quyết định đi vào bên trong, mình đã làm được một thành tựu đầu tiên tại cái pháo đài này. Tại đây mình tìm thấy có khá là nhiều búa địa ngục. Nó là một trong những nguyên vật liệu cần thiết để tạo nên những cái lọ thuốc. Mình tìm thấy một cái giáp ngựa kim cương tại khu vực đầu tiên. Sao mà lắm giáp ngựa kim cương vậy? Lần này thì mình đã phát hiện ra có một con Quitter đang đứng ở bên kia cửa sổ. Mình đã cố gắng dẫn dụ nó đến khu vực của mình để mà tìm kiếm một chiếc đầu đầu tiên. Tuy nhiên là mình không tìm thấy thứ gì cả. Thay vào đó là mình sử dụng một lọ thuốc chống lửa. Con quỷ lửa đầu tiên không mang đến cho mình bất kỳ thanh gậy nào. Và đối với con thứ hai cũng vậy. Tuy nhiên là đến với con thứ ba, mình đã nhận được que quỷ lửa đầu tiên. Mình dẫn dụ hai con Quitter ra để mà tiêu diệt chúng. Và kết quả cũng như vậy, chúng ta không nhận được bất kỳ thứ gì cả. Mình tìm thấy có một chiếc lồng spawn của quỷ lửa và mình bắt đầu định cư tại đây để mà farm một số lượng que quỷ lửa cần thiết. Tuy nhiên sau một lúc chờ đợi tại đây, mình chỉ nhận được thêm có một que quỷ lửa. Mình rời khu vực chiếc lồng và đi tìm kiếm những bộ xương xung quanh. Tại khu vực hành lang mình tìm thấy có ba con Quitter. Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra như ý định ban đầu. Mình không nhận được bất kỳ thứ gì ngoại trừ than và xương cả. Mình quay trở lại khu vực chiếc lồng thêm một lần nữa. Lần này mình đã thực sự cố gắng để mà có thể có được số lượng que quỷ lửa cần thiết. Tuy nhiên là chiếc lồng này spawn ra thực sự rất là lâu. Mình đã sử dụng lọ thuốc chống lửa thứ hai để mà có thể tiếp cận bọn chúng và tỷ lệ gơ vật phẩm cũng rất thấp. Mình đã bắt đầu cảm thấy nản và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên mình lại suy nghĩ về lý do mình bắt đầu. Mình đã cố gắng kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa và cuối cùng mình đã có được 11 que quỷ lửa. Mình tạo ra một quỷ lửa và tạo ra mắt của Ender. Mình bắt đầu rời khu vực chiếc lồng và đi tìm những con Quitter tiếp theo. Ngay lần chạm trán tiếp theo, nó đã rơi ra cho mình một chiếc đầu của Quitter. Điều này tiếp thêm cho mình sức mạnh. Mình trở nên kiên trì và chai lì hơn để tìm kiếm thêm hai chiếc đầu còn lại và mọi sự nỗ lực của mình đã được đền đáp. Mình đã nhận được 3 chiếc đầu của Quitter. Mình bắt đầu lên đường về nhà và phá đi chiếc cổng địa ngục bên dưới hang động của mình. Băng qua khu vực hang động, mình đi lên phía trên để mà lấy một ít tô tầm. Sau khi có tất cả trang bị đầy đủ, mình quay trở lại với địa ngục và tạo ra một con Quitter. Bằng việc phá đi khối đá của Nether đang xen với những khối bedrock, mình sử dụng các linh hồn để tạo ra một hình nhân và gắn lên trên đó 3 chiếc đầu. Để tránh cho vụ nổ đầu tiên khiến mình mất mạng, mình đã núp sau một bức tường và chờ đợi. Sau khi vụ nổ xảy ra, mình tiếp cận con Quitter để tiêu diệt. Không ngoài mong đợi của mình, nó đã bị kẹt vào bedrock. Việc của mình bây giờ là tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt. Sau khi tiêu diệt được con boss này, mình đã nhận được một ngôi sao Nether. Thanh máu của mình đang hết dần và mình đang tìm cách trốn chạy. Và cuối cùng sau khi qua cánh cổng Nether, mình lại mất thêm một chiếc tô tầm. Mình lấy tất cả số lượng sắt còn sót lại từ chiếc máy farm. Mình tạo ra một chiếc đèn hiệu và đi đến khu vực xây dựng. Sau khi có được một cấu trúc dành cho beacon, mình đã sử dụng sắt để lấy hiệu ứng đào nhanh. Kể từ lúc này mình đã có thể thoải mái tạo ra một mặt phẳng. Mục tiêu của ngày hôm nay là mình có thể tìm thấy được cánh cổng của The End. Mình sử dụng Enderpearl để bay về nhà và tìm đến khu vực farm mía. Mình tạo nên giấy và cuối cùng là pháo hoa. Một số lượng pháo hoa cực kỳ nhiều. Mình trao đổi nông sản để lấy Emerald. Và cuối cùng là mình sử dụng Emerald để lấy một cuốn sách sửa chữa. Để đảm bảo vật phẩm của mình trở nên an toàn, mình đã cho tất cả vào rương Ender. Sau khi có tất cả vật phẩm đầy đủ, mình đã bắt đầu lên đường ngay sáng hôm sau. Mình đã sử dụng con mắt đầu tiên để chắc rằng mình đang đi đúng hướng. Mình băng qua một ngọn núi cao, mình rơi xuống một vực thẳm, mình băng qua một con sông và mình đi trên những cánh rừng và mình đã tìm thấy được những quả dâu rừng đầu tiên. Đây thực sự là một trong những vật phẩm mình cực kỳ yêu thích. Sau khi di chuyển được một lúc và tìm thấy một bờ biển vô cùng rộng lớn, mình tin rằng nó là một trong những khu vực tuyệt vời nhất. Mình lại tìm thấy thêm những quả dâu rừng. Sau khi tơi tả với những quả dâu rừng, mình tìm thấy một ngôi làng với những con người vô cùng thân thiện. Tại đây có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của thế giới mình. Tuy nhiên là mặt trời đang dần lặn. Mình mở chiếc rương Ender và nhận ra một điều. Đó là mình đã để quên chiếc giường ở nhà mình rồi. Mình tiếp tục di chuyển mặc kệ cả màn đêm. Sau một lúc vật vã với đống quái vật, cuối cùng con mắt Ender đã đi thẳng vào lòng đất. Đây rồi, chúng ta đã tìm thấy được một cái stronghold rồi. Mình bắt đầu di chuyển xung quanh để tìm kiếm cánh cổng The End. Tuy nhiên là mình không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cả. 5 phút đã trôi qua và mình đã tìm thấy một cái thư viện. Tại đây có rất là nhiều kệ sách cần thiết cho sau này. Sau khi khai thác được một ít kệ sách, mình đi lên phía trên để tìm kiếm chiếc rương còn lại. Tại đây mình tìm thấy có một cuốn sách dành riêng cho cây đinh ba. Mình dám chắc rằng nó là một trong những cuốn sách cực kỳ chất lượng. Sau một lúc vật vã thì cuối cùng mình đã tìm thấy được một cánh cổng The End. Mình phá đi chiếc lồng spawn của con cá bạc và đặt một khối ở bên dưới dung nham. Sử dụng những con mắt mà mình có để tạo ra cánh cổng The End. Sau khi đến được The End thì mình đã tìm thấy được con rồng. Việc của mình bây giờ đó là sẽ tiêu diệt con rồng này và sau đó chúng ta quay trở lại với Overworld. Bây giờ thì mình còn phải tìm một cái khu vực mà nó cao cao một chút xíu ấy để mà mình dễ bắn những cái viên pha lê khác. Theo như mình thấy thì bây giờ là hiện tại mình đang ở cái điểm khá là cao rồi. Việc của mình bây giờ là mình sẽ bắn như cái pha lê khác nhá.
Lúc này thì con rồng đã sử dụng hơi thở để mà tấn công mình. Trong cái giây phút đó thì mình đã va vào cái cột trụ và mình chỉ còn có 1.5 tim. Bây giờ mình sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ phá hủy cái Valerian này. Mình sẽ sử dụng Enderpearl để mà bay qua kia. Rồi, hình như là mình còn đúng một cái trụ này hay sao ạ? Mục tiêu của mình bây giờ là sẽ làm mọi cách để mà có thể tấn công được con rồng này và tiêu diệt nó một cách nhanh chóng nhất. Nó liên tục đáp trả lại mình bằng tất cả sức lực mà nó có, nhưng không phải vì thế mà mình bỏ cuộc. Mình đã tiếp cận nó thêm một lần nữa và tấn công vào phần đầu. Tuy nhiên là lần này nó đã hất tung mình bay lên cao. Và sự lựa chọn của mình là sử dụng một viên Enderpearl để mà tiếp đất. Mình quay trở lại với con rồng và tấn công vào phần đầu của nó. Tuy nhiên là nó bỏ chạy ngay sau đó. Thêm một lần nữa là mình sẽ mất mạng bởi vì con rồng này quá là hung hăng. Mình đã quá liều mạng để tấn công con rồng này và mình chỉ còn có nửa tim. Tuy nhiên là lần này lượng máu của con rồng còn rất là thấp. Mình đã sử dụng tất cả sức lực của mình để có thể tấn công con rồng vào lần cuối cùng này. Và cuối cùng thì mình đã giành được chiến thắng. Yay! Tuy nhiên là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Có một vài con Enderman có dấu hiệu thù địch với mình. Và sau khi sử dụng một viên Enderpearl để giữ khoảng cách và mình đã ăn được một củ cà rốt, số lượng máu của mình đang được hồi lại và mình đã có thể phản công. Và sau khi đẩy lùi được bọn Enderman, mình đã quay trở lại khu vực trứng rồng. Vận dụng những kinh nghiệm trước đây mà mình có, mình đã dễ dàng lấy được quả trứng rồng. Tạm biệt DN và đến với Emmyland. Mình đã có một cái mục tiêu mới, đó là chúng ta sẽ tìm kiếm một cái đôi cánh. Đôi cánh này chỉ xuất hiện ở bên trong con thuyền của NCT. Quay trở lại với chủ đề thì mình đã sử dụng cây cung để bắn những bông hoa Chorot. Lại một lần nữa là mình nhìn vào mắt Enderman khiến nó trở nên thù địch. Mình tiếp tục bỏ chạy và cắt đuôi được nó. Và mình đã tìm thấy được chiếc thuyền của NCT. Nhìn từ xa thì chiếc thuyền này có sức hút mãnh liệt. Nó chứa đựng một vật phẩm khiến chúng ta có thể phá vỡ giới hạn của bầu trời. Mình ra sức đập những khối đá xung quanh đó và tạo nên một cây cầu để băng qua phía bên kia. Tuy nhiên số lượng đá bao nhiêu là chưa đủ. Mình đã sử dụng một viên ngọc Ender. Xém chút nữa mình đã rơi xuống khoảng hư không và mất tất cả đồ. Tuy nhiên là nó vẫn còn rất xa. Mình lại đặt thêm một cây cầu. Khi đến nơi thì mình phát hiện ra không chỉ có một mà là đến hai NCT. Điều này khiến mình vô cùng kích động và đặt khối thật nhanh để leo lên con thuyền. Ngay lúc này mình đã cách con thuyền khoảng 15 khối nữa. Tuy nhiên mình đã hết khối và trên tay mình chỉ còn những viên ngọc Ender. Mình không dám liều mạng bởi vì chúng ta có thể rơi xuống phía dưới. Thôi anh thì không lẽ bây giờ mình đi xuống dưới đâu mà mình khai thác tiếp nhờ. Bây giờ là mình còn một cái đoạn nhỏ nữa thôi. Bằng việc mở gương Ender và nhớ lại trước đó mình đã khai thác những cái kệ sách, bây giờ mình đã dư sức để có thể tiến lên con thuyền một cách an toàn. Mình còn phải tạo sự chú ý với những con Shulker và sử dụng đạn của Shulker để bay lên phía con thuyền. Ngay lúc này thì bọn nó đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Bọn nó liên tục nã những phát đạn về phía của mình. Lợi dụng điều đó mình đã có thể bay lên và tiếp cận con thuyền. Mình đã chui vào bên trong và tấn công con Shulker cuối cùng. Và cuối cùng thì chúng ta đã có thể phá vỡ được giới hạn của bầu trời. Sử dụng hai cuốn sách mà trước đó mình đã mang theo, mình đã ép hai phù phép vào cho cái cánh của mình để khiến nó trở nên bền bỉ hơn. Sau 5 tháng trôi qua và cho đến tập này, cuối cùng mình đã có thể bay lượn trên bầu trời. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ tìm kiếm những chiếc vỏ của Shulker. Và sau đó chúng ta sẽ tạo ra những chiếc Shulker box. Mình lại di chuyển và tìm thấy thêm một cái NCT. Tuy nhiên là hiện tại nó đang nằm bên ngoài vùng an toàn. Mình lại tìm thấy thêm hai cái NCT nữa. Đối với công trình đầu tiên chúng ta không có bất kỳ thứ gì trong này cả. Mình chỉ thu thập những chiếc vỏ Shulker và chúng ta sẽ tiến sang công trình thứ hai. Mình đi vào bên trong con thuyền và lại tìm thấy thêm một cái cánh nữa. Bên trong chiếc rương này mình đã tìm thấy được 6 viên kim cương. Sau khi có được tất cả những thứ mình cần, mình lại sử dụng đôi cánh và tìm đường quay về. Mình đã làm được một thành tựu khác của DN. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về. Mình quay trở về nhà và tạo ra được 25 chiếc Shulker box. Như thường lệ là mình sẽ tạo ra một chiếc Shulker box riêng biệt và đặt tên cho nó. Ngay lúc này thì mình còn phải có một cái mặt phẳng để tạo ra một số cái máy farm nhỏ. Mình quyết định bỏ ra một ít thời gian để đầu tư cho khu vực này của mình. Nhờ vào sức mạnh của cái beacon thì nó đã khiến cho mình dọn cái khu vực này trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Kiểu là mình nghĩ là sau khi là một lát nữa mình đào xong cái chỗ này ấy, sau đó là mình sẽ lắp cỏ lên phía trên nha. Sau khi đã dọn xong, mình đã quay trở lại cùng với những khối cỏ. Công việc của mình bây giờ là che phủ cả ngọn đồi này bằng những khối cỏ. Mình đã hoàn thành việc lắp cỏ vào đây và bắt đầu tháo cái beacon xuống. Mình đã quay trở lại với địa ngục và múc cho mình một ít lava. Mình đã tiến ra cái hồ gần nhà và múc cho mình một ít nước. Mình sẽ quay trở lại mặt phẳng để xây dựng một chiếc máy farm vô cùng vĩ đại. Bruh. Đó là một chiếc máy farm vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên là nhìn chiếc máy farm này vô cùng tào lao, mình đã quyết định đập nó đi và xây dựng lại một chiếc máy farm mới. Và bây giờ chúng ta đã có một chiếc máy farm đá xịn sò hơn. Nice. Mình đã quay trở lại với địa ngục và khai thác một ít nấm. Bây giờ mình sẽ lên đường và quay trở lại với cánh cổng DN. Tại đây mình tìm thấy có hai mẹ con nhà cáo. Có vẻ như bọn họ đang rất là thèm con cá nằm ở dưới sông. Thấy cũng khá tội nên là mình bơi xuống dưới sông để mà bắt con cá này cho họ. Con cáo đã nhả cây que và thưởng thức con cá một cách ngon lành.
Nice. Quay trở lại với chủ đề thì mình sẽ tạo ra một cái beacon tại đây, sử dụng hiệu ứng đào nhanh và mình tạo ra một cái lỗ to hơn đi xuống phía dưới. Đối với công việc bây giờ dần trở nên khó khăn, chiếc beacon không đủ tầm xa để ảnh hưởng đến mình. Mình cứ tiếp tục đào, đào và đào. Cuối cùng thì mình đã nhìn thấy được bức tường của Stormhouse và mình bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Kim cương này các bạn. Mình sử dụng nấm để phá đi một phần của cánh cổng. Việc này cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì chỉ cần trồng sai một chút thôi là cây nấm có thể phá vỡ đi cánh cổng đi end này. Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện, mình bắt đầu dọn dẹp đi một mớ hỗn độn này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái máy pha mật ong của mình để mà lấy những cái khối mật ong ấy, những cái chai mật ong, và mình sẽ tạo ra những cái khối mật ong ấy các bạn. Sau khi có được những thứ mình muốn, mình tự thưởng cho mình một chai mật ong và tiếp tục lên đường. Mình bắt đầu di chuyển xuống bên dưới hang động để tìm kiếm con chất nhầy. Tuy nhiên mình nhận ra một điều, đó là không có bất kỳ con chất nhầy nào xung quanh đây cả. Khối slime là một trong những nguyên vật liệu vô cùng quan trọng để có thể tạo nên những chiếc máy farm. Điều này khiến cho mình vô cùng bối rối. Mình bay lượn xung quanh chỉ muốn tìm thấy khu vực đầm lầy, và mình vô cùng bất lực khi không có bất kỳ khu vực đầm lầy nào xung quanh đây cả. Tìm kiếm hết khu vực này rồi đến khu vực khác, một lần nữa thôi, cố lên. Và cuối cùng mình đã tìm thấy slime bên cạnh khu vực Stormhouse. Ui, no way. Mình đã thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi tiến đến sinh vật ấy. Cảm ơn nha. Mình quyết định là mình sẽ tạo ra một cái máy farm slime bên trên khu vực vừa nãy. Khó khăn lúc này là mình không có khối bột biển để hút hết nước tại khu vực con sông. Mình sử dụng đất để lấp nước, và cuối cùng là mình sẽ đào lại chỗ đó. Thời gian trôi qua và mình mất đến 1 tiếng chỉ để làm một cái điều cơ bản này. Cuối cùng thì mình đã đào được 90% của khu vực này, và ngay lúc này mình đã có thể nhìn thấy được khu vực vừa nãy. Mình tiêu diệt con slime tiếp theo và hai con creeper bên cạnh đó. Mình đi lên phía trên và tiếp tục đào. Sau đó mình phải quay trở về nhà gấp, chỉ vì mình đã đào đến tầng đá đen nên mình quyết định sử dụng rêu để tăng tốc quá trình khai thác. Mình ép netherite vào trong cây cuốc và mình đã nhận được một thành tựu mới. Mình quay trở lại đó thêm một lần nữa, và lần này mình sử dụng khối rêu. Chỉ việc phá đi một khối và đặt khối rêu vào, sau đó chúng ta sử dụng bột xương. Mình quay trở về nhà thêm một lần nữa để lấy bột xương. Đấy, đấy. Ok. Mình sử dụng cuốc để phá đi những khối rêu mà mình vừa đặt. Ngay bây giờ mình đã có một cái khu vực để có thể tạo nên những cái con slime. Mình phá beacon ở phía trên và nhặt vật phẩm. Sau đó mình sử dụng hàng rào để không cho sinh vật nào khác lọt vào đây. Đây rồi. Yeah, và bây giờ mình sẽ treo máy một chút nha các bạn. Đối với cái máy farm đầu tiên mà mình xây dựng thì nó là một trong những cái máy thực sự rất là hay. Cái máy farm này mình lấy từ cái kênh là Cow King. Thì bạn nào có nhu cầu muốn xây dựng ấy thì các bạn ấn vào cái video bên dưới, mình để trong phần mô tả nhé. Thì một lát nữa là mình sẽ cho các bạn xem là cái máy farm này nó hay ở cái điểm nào. Và cùng lúc đó là mình xây dựng lại thêm 4 cái máy farm nữa, bao gồm là Emerald và Totem, Sắt và Đồng, và cuối cùng là máy farm quái. Và sau khi xây dựng xong thì cái máy farm quái của mình hoạt động khá là tốt. Tiếp theo là cái máy farm totem và emerald, thì cái thứ cần nhất đó là một cái con dân làng, nên là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đường ray để mà nối thẳng đến cái ngôi làng gần nhất. Mình sẽ cho con dân làng ngồi trên chiếc thuyền, và sau đó mình sẽ đẩy một cái xe mỏ vào. Điều này sẽ giúp cho xe mỏ của chúng ta hoạt động mà không cần nhiên liệu. Ok, đi đi nào, ngược rồi, đi ngược rồi cha nội, đi bên này mới đúng nè. Và sau khi chờ đợi một thời gian thì cuối cùng con dân làng đã đến được với cái máy farm totem. Mình lại tạo tiếp một cái đường ray để mà cho những con dân làng tiếp theo đi vào cái máy farm sắt. Rồi, tuyệt vời đấy. Mình sẽ sử dụng tuyết để tạo ra những cái con người tuyết. Sau đó mình sẽ làm cái màu nhũ để mà có thể farm được cái quặng đồng. Bây giờ mình sẽ cắt những cái quả bí ngô nha các bạn. Mình sẽ cho những cái con người tuyết đi vào bên trong cái máy. Và bây giờ ấy, là để muốn cái máy farm đồng này nó hoạt động ấy, thì ít nhất là ở trong cái máy này nó phải có một cái con zombie. Mà zombie thì nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Thành ra là bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc gì đó để mà chúng ta đốt cháy thời gian cho tới đêm sớm sớm nhé. Thì trong khoảng thời gian này thì mình sẽ quay trở lại với cái máy farm sắt nha các bạn, để mà mình dọn đi những cái đường ray hồi nãy mà mình cho những cái con dân làng vào ấy. Mình thấy ở ngoài kia là mặt trời gần lặn rồi đấy, thành ra là bây giờ mình phải dọn cái chỗ này càng sớm càng tốt trước khi mà chúng ta quay trở lại với cái máy farm đồng. Sau khi hoàn thành công việc ở bên chiếc máy farm sắt, mình quay trở lại với chiếc máy farm đồng để tạo ra một khu vực để cho quái vật xuất hiện. Mình cho con zombie rơi vào trong cái máy farm này. Con zombie đã bị biến đổi và những con zombie khác đã bắt đầu xuất hiện. Giới thiệu với các bạn thì đây là một cái chain loader, thì nó sẽ giúp cho cái máy farm của mình ấy hoạt động trong khi mà chúng ta đang ở khu vực dead end đấy các bạn. Còn đối với cái máy farm này ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể farm được những cái khối mà nó có thể rơi được nha. Cái điểm hay của cái máy farm này mà mình muốn giới thiệu cho các bạn từ cái anh Cow King ấy, kiểu như là bây giờ các bạn muốn farm cái bột bê tông giống như là mình này, mà thường thường ấy thì chúng ta sẽ đem bột bê tông về và sau đó chúng ta sử dụng một cái máy khác để mà biến đổi nó. Còn bây giờ đối với cái máy farm này, nó có thể tự động farm bột bê tông ấy, sau đó nó sẽ tự chuyển hóa và nó tự farm cho mình luôn. Và cuối cùng thì chúng ta đã có được tất cả những chiếc máy farm cần thiết: một máy farm cát, slime, xương rồng, hoa, farm quái, đồng, sắt
cuối cùng là Totem và Emerald. Liệu rằng trong video lần sau, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn nào? Hãy để lại một like và một subscribe vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.